Sao rồi con trai? Chồng người thế nào? Rất ổn. Đấy, các anh thấy không? Ốm đau một tí thôi mà nhõng nhẽo với cả thế giới. Bạn của các anh ấy, ngần này tuổi rồi mà cứ như là đứa trẻ lên 5, lên 10. Anh Minh dậy rồi đấy ạ. Có cháo nóng đây. Anh Minh ăn đi cho ấm bụng. Anh cảm ơn. Này, nhìn bát cháo lại nhớ đến Lệ đấy à? Nếu mà nhớ cô ấy quá ấy, thì gọi điện cho cô ấy đến đây cô ấy đút cho mà ăn. Ông bị hầm à? Của anh đây nhá. Anh xin. Vẫn còn đùa được thế này là không sao rồi. Hôm qua các anh ăn gì mà ngộ độc đến mức này? Bọn anh say quá, anh cũng không nhớ nữa. Này mấy ông ơi, hôm qua mình ăn cái gì nhỉ? Trong người anh thế nào? Người đau lắm. Và nó cứ uể oải thế nào, nó cứ là đi. Chân tay không nhấc lên được. Thôi, cố gắng ăn một ít đi cho mau khỏe người. Anh có tự ăn được không? Thôi để em giúp anh. Cẩn thận nóng nhé. Hay thôi, em cứ để anh tự giúp. Anh Khang, anh dậy ăn cháo đi. Bây giờ tôi muốn đi ngoài thôi, đi không nổi nè. Ăn gì nổi chứ. Cứ để tôi ngủ thêm một chút đi, nằm truyền nước được rồi. Nhưng đây là bệnh viện, đâu phải khách sạn để anh ngủ nướng. Chính vì là bệnh viện, cho nên tôi cần phải nằm ngủ nhiều hơn để cơ thể nó hồi phục lại. Nhưng bác sĩ đã dặn tôi là anh cần phải ăn cháo để còn uống thuốc. Được rồi, cô cứ để cháo đó đi. Khi nào em muốn ăn tôi ăn. Muốn ngủ thôi cũng phiền ghê. Quá đáng rồi đấy. Này, ông cũng biết là người ta phải bỏ công bỏ việc rồi tha lôi cả con ở đây để chăm sóc ba thằng mình không? Thế mà ông còn tôi. Này, thế có đi nổi không? Từ đêm tới giờ đi không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Mệt quá. Muốn mau về nhà. Anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.